Đây là cây L90. Giờ tụi mình đi giao cây L90. Tổ quốc của tôi. 10. Làm hết rồi. Bán hết đàn rồi. Gần á, bao gần gần tới đường Nguyễn Thị Minh Khai. Gần tới đường Nguyễn Thị Minh Khai nó nằm bên lề trái nha. Nằm bên lề trái rồi nó một chiều. Viết phía bảo hành luôn đi. Đây cái EL90 nha các bạn, nặng lắm các bạn. Đây là cây EL90 mình giao cho sơ, chuyển cho sơ. Treo vậy thôi. Đó là nhà phiếu bảo hành hay sao? Gửi tiền đấy nhỉ? À, gửi tiền gửi sau. Dạ chưa. Dạ, tại cái chị gì chỉ bảo cứ chở tới đi rồi tính sau. Cứ chở tới đi tính sau. Vâng ạ. Dạ vâng. Dạ, vậy thì con xong việc rồi. Xem cái ghế rồi mọi thứ cho đầy đủ hết. Dạ. Giữ mình giữ cái này. Vâng, rồi mình nhấn cái số mình muốn lưu. Hai cái cùng một lúc luôn. Vâng ạ. Cái đỏ trước rồi giữ. Hay là cái đỏ trước xong rồi ấn cái này. Vâng. Dạ đúng rồi, xong rồi đó. Như vậy đó. Dạ vâng.